Chào mừng nhà phong rất đặc biệt. Thì nãy giờ cả nhà mình có hát nhạc Tây, nhạc kia. Mà đến lên đây thì như là mình cũng vẫn ảnh hưởng về một cái phong tục ở xã hội. Nhưng các bạn ơi, đừng bao giờ quên người là người Việt Nam. Mình hãy cho Hòa Lan và chắc nguyên thế giới biết là người Việt Nam. Việt Nam máu đỏ da vàng, đất xiêm. Và mình hãy cho người ta biết là có người rất là khỏe mạnh và rất là hăng say trong tất cả sự việc. Và sau đây, ban nhạc Bình Minh xin gửi đến các bạn và nhạc phẩm Thiên Thần Trong Bóng Tối. Yeah.
vị một lần nữa một tràng pháo tay thật nồng ấm cho ban nhạc Bình Minh. Chúng ta vui mừng vì biết thế hệ trẻ dám tự hào mình là người Việt Nam, tự hào mình là con cháu của Phù Đồng Thiên Vương, và các em đã biết ước mơ một ngày mai tươi sáng cho non nước Việt Nam. Đó là một điều thật an ủi cho chúng ta, những thế hệ phụ huynh ngày hôm nay cũng có mặt. Xin cảm ơn ban nhạc Bình Minh. Các cháu có thể nghỉ một chút xíu, rồi sau khi hai ban nhạc khác trình diễn xong thì xin mời các cháu trở lại sân khấu. Kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay tôi được cái hân hạnh là làm MC cho cái buổi Đại hội Nhạc Trẻ 2012 này. Và khi mà tôi nhận lời thì tôi cũng nghĩ là thực sự đây tôi thấy các anh em ở trong ban nhạc cũng như là trong cộng đồng làm việc rất là tích cực, mà tôi không biết làm cái gì để mà chia sẻ với họ. Thành thử ra khi anh Trung kêu thì tôi nhận lời ngay. Thực sự là MC là cái gì? Là nếu mà theo chúng ta hiểu tiếng Ba Lan là Ceremony Master. Mà ở đây hôm nay không có ceremony gì hết thì tôi cũng không thể làm Master được. Nhưng mà dẫu vậy, ngày hôm nay được đứng cạnh các anh chị em trong ban nhạc để cùng mời quý vị thưởng thức một chương trình Đại hội Nhạc Trẻ hè, thì tôi cũng có được cái niềm vui, có cái sự hãnh diện là được cùng chia sẻ với quý vị những tiếng nhạc và những sự gặp gỡ ngày hôm nay ở đây với nhau. Để có thể tổ chức được cái buổi như thế này, quý vị cũng thấy phòng ốc rất là khang trang, chỗ đậu xe rộng rãi, mọi cái điều kiện đều tốt đẹp, và cả ba ban nhạc đều hết lòng, hết sức để mà giúp cho buổi tối ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Và quý vị cũng hiểu là khi chúng ta làm bất cứ sự gì ở đây thì đầu tiên là tiền đâu. Để có tiền rồi thì chúng ta mới có thể làm mọi sự được. Và do đó, để có thể tài trợ được cho cái buổi này, tạm gọi là không lỗ vốn, thì cộng đồng có tổ chức, hoặc là ban tổ chức ngày hôm nay có tổ chức một cái sổ số nho nhỏ để mà giúp quỹ cho cái việc tổ chức. Quý vị thấy hội trường và những cái điều kiện chung quanh, thì do đó chúng tôi mời gọi quý vị cùng tiếp tay với ban tổ chức để chúng ta biến tối hôm nay thành một bữa thật vui, thật là nhộn, và trao cho nhau thật là nhiều tình nồng ấm. Nhưng mà dẫu vậy nữa, ban tổ chức không bị lỗ vốn để quý vị đó đã hết lòng hết sức mà sau đó là không vỡ nợ. Nên thử ra chúng tôi xin kính mời quý vị tất cả chúng ta cùng tham gia. Ở dưới đó thì chúng tôi thấy là có anh Thắng vào hồi trước, có một lần anh ấy tâm sự với tôi là anh là người lớn, thì thử ra nói chuyện tôi là em út của anh ấy, thì anh nói là mày cứ coi tao này, cứ chỗ nào mà phải đi xin tiền, chỗ nào bán vé là có tao. Và ngày hôm nay tôi cũng thấy anh lại tiếp tục đi bán vé, đi cổ động, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ cho cái buổi tổ chức ngày hôm nay. Thế thử ra không biết là anh Thắng đã có đủ quân chưa? Xin mời gọi mọi người chúng ta cùng mua vé để mà ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Trong khi chờ đợi thì ban nhạc kế tiếp đang chuẩn bị đàn trống. Mỗi một ban nhạc thì có những cái nhạc cụ riêng của mình, do đó họ phải có thời gian chuẩn bị. Và chúng tôi đã chuẩn bị suốt ngay chiều hôm nay để khi mà gắn vô thì có thể tiếp tục được ngay. Và bảo đảm chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ cống hiến cho quý vị một chương trình thật liên tục. Chỉ mỗi ban nhạc thay đổi nhạc cụ trong vòng 10 phút là có thể tiếp tục gửi đến quý vị một cái chương trình nhạc thật vui. Do đó, nếu bây giờ quý vị nào có